Cảnh sát thành phố New Orleans phát hành công bố mảnh phim thâu được của vụ nổ súng tại đại hội Mardi Gras tiết từ New Orleans. Trong ngày 9 tháng 2 năm 2013, có 4 người bị thương, trong đó có một người bị thương trầm trọng khi nhiều tiếng súng phát ra tại đại hội lừng danh hàng năm Mardi Gras được tổ chức ở New Orleans. Cảnh sát phát hành một mảnh phim được thâu lại bởi một nhân chứng và trong phim này cho thấy là thủ phạm nổ súng đang gây hấn với một trong những nạn nhân. Theo thông tin được công bố của cảnh sát, thì vụ việc bắt đầu khi một trong những nạn nhân tranh cãi với hai người đàn ông da đen không xác định được danh tính. Phim cho thấy là hai người đàn ông da đen bỏ đi và sau đó một trong hai người này trở lại với người đàn ông da đen thứ ba. Cả hai tiến tới gần nạn nhân và bắt đầu nổ súng. Tiếng súng và tiếng la thét của những người đi tham gia đại hội được nghe thấy thâu lại trong phim. Phát ngôn viên của cảnh sát New Orleans, ông Frank Robinson cho biết, trong số 4 người bị bắn, một người đàn ông hiện nay đang ở trong tình trạng nguy cấp và trong khi một người nạn nhân đàn ông khác và hai người phụ nữ bị thương trong tình trạng ổn định. Hàng năm thì đám đông tụ họp tại khu vực French Quarter của thành phố New Orleans để tham gia đại hội Mardi Gras cho tới ngày cuối cùng của đại hội mà còn được gọi là Fat Tuesday, mà năm nay rơi vào ngày 12 tháng 2 năm 2013.